Bây giờ anh chị thấy là nó bị hư cắt này, rồi mình lột cái này ra. Sắp nhé. Và mình để đây, mình để cái hướng như thế này. Rồi bây giờ thì mình sẽ dùng vô lăng, một tay đây, một tay thôi, một tay cầm bên đây, một tay cầm mũi bên đây. Ngoài bẻ cong lại nữa các bạn, bẻ cong lưỡi lam này nè, bẻ cong lưỡi lam lại và tiếp tục. Tiếp tục nè. Trong cái trường hợp này á, là cái lưỡi lam phải bén thì các anh chị mới làm việc được. Đây. Đấy, các anh chị đấy. Môi trường nấu quá à. Như vậy là cái gì thấy là nó sẽ được như thế này. Đấy, nó đầy đủ chân chân cáp rồi. Ở trong này là mình sẽ làm xíu nữa chỗ này, chỗ này cạnh em. Chỗ này có một chút nữa là nó không có rõ. Đấy. Rồi các anh chị nhớ là cái mặt này bỏ đi. Bỏ để cái gì quay mặt lại anh em dán này. Dán này ha. Ở đây là cái bình ga xếp 3502 nè. Bình xếp 3502. Anh chị có thể nhỏ nó ở đâu đó. Nha. Đây là. Giữ ra giữ đi. Và anh chị giữ lật cái mặt bóng này nha. Quay lại nè. Như vậy là anh chị nhìn thấy có một cái rất là đẹp. Để ý này, anh chị nhớ là gấp lại ha. Nhớ gấp lại này. Và đặc biệt nữa là có băng keo cho nó. Anh chị để ý này. Để xa ra. Dùng cái này ha. Đó rồi. Anh chị để ý, anh chị dùng cái này một xíu thôi. Nè. Cái anh chị dán cho mình. Dán cho mình ha. Kéo tay một chút là anh chị sẽ dùng làm rất là ok luôn ha. Rồi.